Rồi cái này nha, hôm nay bà học một trường hợp là thầy cũng nghi ngờ là bà có tắc ruột sau mổ. Đây là một trường hợp mất mấy ngày rồi, có 10 ngày rồi, 10 ngày học phẫu ở thứ 10 nha. U đại tràng bên phải, tắc đại tràng kiểu quan chính nha. Thì trong lúc mổ thầy đã nhận định là gì, là tại vì tắc quan chính cho nên là đại tràng thì giãn rất to, và manh tràng thì nó cũng bị tét luôn, nó căng quá nó tét luôn, nó bầm dập nó tét luôn. Khi mở ra thấy manh tràng nó đã tét không hoàn toàn, nó đã vỡ không hoàn toàn rồi, và có máu đậu ở hố chậu bên một cái hố manh tràng nha. Và đặc biệt là trường hợp này là cái quai phụ tràng rất là nhỏ nha, đường kính không tới 2 cm nha. Thì phải chi lúc đó là thầy nối đóng hai cái đầu lại, nối bên bên thì lại đã ổn, nhưng lúc đó lại cố nối nối tận bên nha. Tại vì nếu mà anh ta đóng hai cái đầu ruột lại nối bên bên thì có tới 3 cái miệng nối đúng chưa, còn nếu đóng một đầu ruột và nối tận bên thì chỉ có 2 miệng nối thôi. Lúc đó tiếp giữa 2 với 3 thì sợ là ba cái chỗ khâu nối thì sẽ tăng nguy cơ xì, cho nên là cấm cái hội tràng quá nhỏ vào trong cái đại tràng. Cũng dự dự liệu trước là gì, là sẽ có thể sẽ hẹp, và thầy ngay sau mổ thầy đã dự trù khả năng trường hợp này có thể có hẹp cái miệng nối hồ với đại tràng ngang nha. Thì hôm nay phòng thứ 10 thì thấy là bệnh nhân vẫn cái bụng bệnh nhân vẫn còn chướng nè, nên là cũng chướng ấn cũng đầy đầy căng căng nha, ấn căng cho nó đông, ấn thử xem căng căng luôn, chứng tỏ nó có sự ứ động ở trong đông ruột nha. Mặc dù người nhà ta là bệnh nhân vẫn rung điện bình thường nha, là ngày hôm kia đi cầu phân sệt ngang qua đi tiêu lỏng nha, rồi bác sĩ trong phòng nói là không có vấn đề gì đâu, coi chừng là tiêu lỏng đấy là do cắt nửa đại tràng rồi cho nên là nó giảm mất phun nước. Mà thầy nghĩ là tiêu lỏng đấy có thể là cái triệu chứng của bác tắc ruột non nha. Cho nên cũng trong đầu cũng nghĩ, tại vì mình là người phẫu thuật viên mà, cho nên là nghĩ là có vấn đề, có thể có vấn đề về hẹp của miệng nối nha. Thì để thầy kiểm tra lại xem, nhưng mà rõ ràng không có dấu hiệu rất là đặc biệt, là nghe âm ruột tăng rất rõ, không nghe thử xem nha, đã không cho phải nghe vị trí miệng nối đây nè, miệng nối cho nằm chỗ đây 16 cân rồi rồi. Nghe không? Rõ không? Rõ rõ rõ, chắc chắn là có vấn đề về bế tắc của đường ruột bán tắc thôi nha. Các bạn để ý thấy gì nữa, thấy cái băng này thấm ướt hết dịch đúng chưa, bệnh nhân không có suy dinh dưỡng đúng chưa, thì cái dịch ra nhiều thế này, dịch này là chắc chắn thanh dịch rồi, không phải là dịch tiêu hóa đâu nha. Dịch ra nhiều thế này chứng tỏ là gì, có bế tắc không tiêu hóa, hiểu vấn đề chưa, hiểu không? Bệnh nhân sơ gan cổ trướng, bệnh nhân suy thận nha, bệnh nhân suy dinh dưỡng, những dịch ra như thế này là có thể bình thường, nhưng bệnh nhân không có ba cái đấy, không có xơ gan nè, không có suy thận, không có suy dinh dưỡng nha, mà dịch ra như thế này coi chừng là có tắc ruột, tại vì trong tắc ruột đó nó cũng tiết dịch vào trong phân bụng, hiểu vấn đề chưa? Nó khác với liệt ruột thì không có dịch trong bụng, nhưng mà tắc ruột lại có dịch ở trong bụng, cho nên trên lâm sàng người ta cũng dùng cái yếu tố giới thiệu là gì, là siêu âm có dịch bụng để phân biệt giữa cái liệt ruột và cái tắc ruột cho học ha. Thì trường hợp này thì thôi để mình thứ nhất mình chẩn đoán nha, chẩn đoán tắc ruột hậu phẫu bằng cách nào, ít quang bụng và siêu âm để xem coi có cái siêu âm thì xem cái gì, chứ được tắc ruột trên siêu âm có gì. Cắt qua ruột giãn rồi gì nữa, giãn không chưa đủ có thể liệt ruột sau mổ rồi sao, rồi gì nữa, đúng rồi, có ứ động nha, liệt ruột thì ứ động ít thôi, hơi là nhiều mà dịch ít, mà trong tắc ruột thì dịch nhiều hơn hơi nha. Rồi gì nữa, tăng nhu động và có dấu hiệu máy giặt. Máy giặt là sao, những cái phần tử trong trong dịch ruột ấy, những cái hạt siêu âm đó, nó sẽ sáo trộn giống như trong cái máy giặt. Cái gì nữa, có dịch bụng nha. Còn nếu là liệt ruột thì sao, ruột thì ruột nó giãn, cứ ứ động ít thôi nha, không có tăng nhu động và không có dịch bụng nha. Nếu là siêu âm chúng ta chưa thấy rõ thì cần thêm cái X quang, giới thiệu nào trên X quang để khẳng định trường hợp này có hẹp miệng nối giữa hồ tràng với đại tràng ngang, với đại tràng đúng rồi, cái muốn nước hơi, ruột chướng hơi, có muốn nước hơi
nha. Ông cụ này hôm nay thấy bên này thấy phục hồi chứ không có tốt lắm, mổ 2 ca cùng một buổi mà bên kia thấy tốt hơn, bên kia thì lại tác dụng chuyển qua mở nha. Cái hồ tràng nó to cỡ này nên nối với đại tràng rất là dễ. Bữa nay rõ ràng là hiệu tiên lượng, lúc mà cái đây mới mổ xong 2 hôm thì cũng biết nói là ông bên kia thì sẽ tốt hơn bên đây nha. Cho nên mà đúng là ông kia tốt hơn, mai ông kia cho về nha. Ông cụ này mặc dù người nhà khai vẫn bình thường đấy, không người nhà không có than phiền vấn đề gì hết. Nhưng mình là cái người mổ, mình thăm thằng nhà mình biết là có hơi trục trặc một chút nha. Ông cụ bữa nay sao là ông cụ nói là từ lúc mổ giờ nó phục nha. Đó là chứng tỏ, cũng là cái dấu hiệu chứng tỏ là đường ruột nó không thông ha. Cho nên là mình phải chủ động mình giải quyết cho ông cụ, đừng có để người ta khai có triệu chứng này nọ, ta than phiền này nọ thì nó hơi muộn quá nha. Cho nên bữa nay là có thể là sẽ cho ông cụ dị năng nha, bộ phận nước và điện giải, gửi ông đồ xem có đâu loạn nước điện giải gì hay không nha. Rồi để loại trừ khẳng định hay loại trừ cái tác ruột cơ học nha. Còn nếu như là ít qua mà siêu âm thấy có dấu hiệu đó thì nên mổ sớm chủ động nha. Để mình làm gì bây giờ, nó hẹp cái miệng nối giữa hồ với đại tràng ngang, cái hồ trà nó cắm cái đại tràng ngang ở đây, nó hẹp, người ta làm gì đơn giản thôi, lấy cái phần phía trên nó nối với đại tràng ngang kiểu bên nữa, không cần phải tạo hình miệng nối, không cần phải cắt bỏ gỡ ra là làm lại, chỉ cần làm thêm cái miệng nối cái sát bên gần đó nữa thôi. Thế là vậy thì đúng dơ nó sẽ thay cái nối bên thế là miệng nối hai lỗ không sao, lỗ này coi như đã nó làm rồi, coi như nó loại trừ rồi. chứ không phải là gỡ cái miệng nối này ra rồi làm lại miệng nối mới, không phải là mổ lần này sẽ làm thêm cái miệng nối phụ nữa, mà miệng nối chính nữa chứ không phải phụ, để cho đường nó thông thôi nha. Nó tóm lại là gì, cái chẩn đoán tắc ruột sớm, chẩn đoán tắc ruột sau mổ là một cái chẩn đoán hết sức là khó khăn, không phải đơn giản đâu. Có nhiều trường hợp là bạn thấy rất dễ dàng, bụng bệnh nhân chướng dấu qua ruột nổi gò nôn ói này nổi biến chung đại trị, nhưng mà tắc ruột hậu phẫu sau mổ có nối ruột là chẩn đoán nó tương đối khó. Cho đôi khi phải chính phẫu thuật viên mà ta phải đến khám mà ta mới có nhận định. Thí dụ như là một bác sĩ không mổ thì nói là bây giờ bệnh nhân tiêu chảy là do gì, do cắt phân nửa đại tràng cho nên nó giảm hấp thu cũng đúng, nhưng mà bệnh nhân này thầy thấy rõ ràng là mặc dù có tiêu chảy đó nhưng mà rõ ràng cái bụng trướng à, ẩn căng căng nè, đâu sợ thử có căng căng rồi sao thấy căng không, đúng chưa, cái căng căng như thế chứng tỏ có nước nhiều, có dịch tứ động trong đấy đấy, có nước cục hả. Rồi cái này đi sáu học kinh nghiệm, sau này có gì có ra trường này nọ thì nhớ những trường hợp này cảnh giác cao. Khi phẫu thuật viên đã cảnh báo là có nguy cơ đấy, phải để ý cái biến chứng của cái nguy cơ đấy. Hả? Có gì thắc mắc không? Giờ với hai học được cái gì? Học được cái gì? Về mặt chẩn đoán tắc ruột. Có thấm nước chứ chúng ta có giới thiệu tắc ruột. Thấm gì? Bụng có nước, bụng có dịch quán thì khả năng tắc ruột nhiều hơn liệt ruột. Rồi cái gì nữa hả? Nếu mà có tiêu chảy thì có thể là do đại tràng ngang cắt giảm hấp thu nước. Bệnh nhân tiêu chảy có thể là sao cắt đại tràng, có thể là gì, có thể là về mặt sinh lý thì nó là giảm hấp thu nước ở cái đoạn đại tràng bị mất đấy, nhưng cũng có thể là gì, là tắc ruột. Và tắc ruột nào là tiêu chảy, đúng rồi, tắc ruột non hoặc là bác tắc ruột non sẽ tiêu chảy. Cơ chế thì sao, chúng ta học sao? Nhớ là thứ ba là gì nhớ bệnh nhân là mổ xong có 10 ngày rồi, cái bụng còn chướng nha, ấn còn đầy còn căng nha, là có vấn đề, không mổ được. Mặc dù bệnh nhân không có khai, không nói, không có than phiền gì hết, nhớ những điều đấy nha. Thứ tư nữa là gì, để chẩn đoán tắc ruột hậu phẫu cần có gì, cả siêu âm và ít quang bụng không xuyên soạn nha. Rồi thôi.